Hello everyone, and welcome to Vietnam. My name is Chung, and I'm the head of Industry 4.0 practice at Siemens in Vietnam. Today I'm standing in front of the Industrial University of Ho Chi Minh City, which is one of the biggest educational institutions for technology here in South Vietnam. To get the students well prepared for the future markets, the Vietnamese educational sector has invested into the latest technology for learning and research activities. And the Industrial University of Ho Chi Minh City is not an exception. This university has built up the first digital Industry 4.0 laboratory in order to convey theoretical know-how into practical experiences. Today, let's join me and Mr. Chau Minh Quang, the university's head of mechanical engineering, to further explore more about the university's project of the 4.0 industrial lab. Xin chào thầy ạ. Thầy có thể chia sẻ lý do và nhu cầu cụ thể của trường khi lúc quyết định triển khai dự án này được không ạ? Là một trong các cái cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao cung cấp cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam, trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn đổi mới trong công tác giảng dạy và đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về công nghệ tiên tiến nhất và những cái kỹ năng phù hợp với cái thị trường lao động trong cái thời kỷ nguyên 4.0. Vâng. Năm 2018, cơ sở vật chất, thiết bị thí nghiệm của nhà trường không đáp ứng kịp về vấn đề thực hành đào tạo của nhà trường, cùng với những khó khăn trong việc đổi mới giáo trình, chương trình đào tạo, nghiên cứu học, hợp tác quốc tế, thì việc xây dựng một phòng thí nghiệm nhà máy thông minh ứng dụng công nghiệp 4.0 là một việc rất là trọng tâm và rất cấp thiết của nhà trường. Để bắt đầu thực hiện dự án này, trường tìm kiếm một đối tác có thể thực hiện cái gói giải pháp về thiết bị phần mềm tự động hóa tích hợp toàn bộ cái chuỗi giá trị của khách hàng, bao gồm 5 khâu, từ khâu thiết kế ý tưởng, xây dựng, lập kế hoạch, xây dựng nhà máy, thực hiện sản xuất và đến khâu hỗ trợ dịch vụ và quản trị bán hàng. Nhận thấy Siemens là một đơn vị có thể cung cấp gói giải pháp toàn diện và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xây dựng chương trình đào tạo công nghiệp 4.0 phù hợp với các trường đại học trên thế giới. Do đó, trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh mạnh dạn kết hợp với tập đoàn Siemens xây dựng phòng thí nghiệm nhà máy thông minh ứng dụng công nghiệp 4.0. Theo đó, Siemens đã cung cấp các cái thiết bị phần mềm, giáo trình đào tạo, giảng viên giảng dạy và luôn luôn cập nhật công nghệ cho trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn thầy ạ. Bây giờ thầy có thể dẫn mọi người đi tham quan phòng thí nghiệm 4.0 của trường được không ạ? Rất sẵn sàng. Xin mời bạn và mọi người đi theo tôi đến phòng thí nghiệm ạ. We are now in the university's Industry 4.0 laboratory, where students are able to work on use cases which they're going to face in the industry. During projects, university students are able to work on so-called digital enterprise applications along the value chain, starting from the product design over product execution to product services. Starting from product design, by using our advanced CAD solution Siemens NX, where students are able to put themselves into the shoes of an R&D developer to create and design their own product. So let it be a spoon, let it be a shampoo, or let it even be advanced technology such as a car or a personal computer. Students can not only design, but also simulate the behavior of the product under real environmental circumstances such as heat.
In this way, they can improve the design and develop the perfect product which can be manufactured later on. After the design, students are now able to produce their product on a virtual manufacturing line. Whether these are processes such as filling a shampoo using our Simatic controllers or advanced pumping applications using products from our Cinamics family. With field devices such as Siemens HMI, we want the students to put themselves into the shoes of an operator or even a maintenance engineer so that they can adjust production parameter and ensure a smooth manufacturing process. Once students start to manufacture their own products, they're going to use our plant simulation software Technomatics in order to identify buffers and bottlenecks. They're going to use Technomatics not only to simulate small production cells, but also entire factory lines. In regards to our digital enterprise, students are not only able to work on projects on the shop floor, we even provide students the chance to work on applications such as cloud computing or industrial IoT. With the help of our Simatic IoT gateway, students are capable to extract, transform, and load the data they have produced on the shop floor to our open cloud platform Siemens MindSphere. Later on, they are able to develop services such as condition monitoring or even advanced artificial intelligence models such as predictive maintenance of machines. So after all, using the Industry 4.0 laboratory, students and researchers of the Industrial University of Ho Chi Minh City are now able to work on real problems of a digital enterprises from the shop floor to the top floor. Thưa thầy, thầy có thể chia sẻ thêm về lợi ích của phòng thí nghiệm 4.0 của trường đối với công tác đào tạo sinh viên của trường không ạ? Phòng thí nghiệm nhà máy thông minh ứng dụng công nghiệp 4.0 được trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Siemens xây dựng và đưa vào sử dụng từ tháng 9 năm 2019. Khi mà trang bị các cái thiết bị mới của Siemens thì nó mang lại lợi ích cho chúng tôi rất là lớn. Như phòng thí nghiệm có thiết bị mới và được giảng viên giảng dạy đến cho sinh viên các cái công nghệ tiên tiến nhất, và sinh viên có được cái điều kiện thực hành trên các cái thiết bị hiện đại. Và đấy là những cái thiết bị mà sinh viên có thể tiếp cận với thực tế sau khi ra trường và có thể áp dụng ngay vào các doanh nghiệp số, các cái doanh nghiệp tự động hóa, các cái nhà máy thông minh ngoài xã hội. Đây là một cái điều tôi nghĩ là rất là quan trọng và rất là bổ ích cho thầy và trò của chúng tôi. Cảm ơn thầy Quang về những chia sẻ vừa rồi. Bây giờ cho em xin phép được tiếp tục tìm hiểu thêm về phòng thí nghiệm 4.0 của trường. Hello. Dạ. Xin chào bạn. Dạ chào anh. Dạ. Bạn đang làm gì vậy? Dạ thì hiện tại em đang lập trình giao diện HDMI trên nền tảng TIA hay Portal. Các công nghệ của Siemens đã giúp cho việc học tập của bạn như thế nào? Dạ, trải qua cái quá trình học tập tại phòng thí nghiệm thì chúng em đã được tiếp xúc với những phần mềm tiêu chuẩn cũng như những cái công nghệ tiên tiến giúp chúng em có thể đi sát hơn với thực tế cũng như nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tự động hóa cũng như số hóa. Và thực lòng mà nói thì em cảm thấy rất là vui cũng như may mắn khi được học tập trong một cái môi trường hiện đại như thế này. Cảm ơn bạn nha. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn. We are glad that our comprehensive digital enterprise portfolio not only helps the Industrial University of Ho Chi Minh City to stay in forefront of teaching Industry 4.0 knowledge and practices, but also for the students to enjoy hands-on experience on both digitalization and automation and prepare themselves for the future market.